chiều mọi người. Bữa nay ngày mùng 2 Tết á. À, cây Phú Tân nè, cây Thọ Hương á. À, này Phú Tân cái gốc tứ quý á, màu đậm đà, hoa tròn khít á. À, Phú Tân nè, thương Phú Tân chỗ này á. À, bao nhiêu năm á, đây. À, bao nhiêu năm hoa vẫn đẹp á, không lỗi thời. Thọ Hương á, à, cánh tròn nó vung lớp á. Nào cũng đẹp hết á. Một thằng giáo, một thằng cúc á. Mọi người cùng xem á. Đây. Phú Tân ghép gốc tứ quý nè. Được 2 năm thôi á. Hoa nở rất là đều á. Nó nở tới cái bông mà. Nói chung là nó nở bông cuối cùng, mặc dù nó nhỏ đi nha, nhưng mà nó vẫn đủ cánh á, nhìn hoa nó có duyên lắm. Ừ, quá sức à. Hoa vàng ươm ở đằng. Ừ, này nắng rất là gắt ha. Nắng mấy ngày nắng tháng giêng à, nắng gắt dữ lắm á. Để mình vô mình đứng trong đó ha. Đó, chiều nay mới đi lễ vậy, bọn đồ cũng được được nè. Đó là thực tế á, đó. À, thực tế bản thân mình làm được á, đó. Giới thiệu cho anh em, truyền cái động lực á, đó. Ai cũng làm được hết. À, có cái để chơi, đó. À, anh em, nói chung là những em nhỏ đâu á, những chú lớn tuổi rồi đó, à, làm được cây nhỏ nhất á, nhỏ xíu xíu, không cần đau to búa lớn đâu ha, nhỏ nhỏ mà chúng ta làm. Nó sống à, từ từ làm được thôi ha. Như bản thân mình không biết gì á, đấy, đi học á, đi học nhiều nơi, học nhiều chỗ đâu, có sai rồi mới có rút kinh nghiệm á. À, chiều ha, anh em xem, đó, những cây bình định á, đó, sau này chúng ta gặp bình định ta hết ngán rồi ha. Bình định là hết ngán rồi. Đó, những bình định á, hoa rất đẹp á. Đó, bình định nè. Để mình vô mình đứng với cây này á. Đó, thành quả. Đó, để mấy chú mấy chục năm trước á, mấy chú nói là toàn là chết không á. Anh em cùng xem á, thành quả một năm nè. Những cây này tuyệt vời á. Đó. Không biết gì á, đây. Không biết gì mà nghe mấy chú nói ra nói vô cũng sợ á. Anh em xem á. Cái gì đó chưa hoàn cảnh á.
thử hoàn cảnh nè. Bình Định nè, hoa rất đẹp. Cây Thủ Đức nè. Thủ Đức, giờ mày gặp Thủ Đức cũng hết ngán ha. Nói chung ở miền Nam thôi, còn ở miền Trung, miền Bắc mình không có tự dám tự tin đó. Tại vì bán thị trường miền Trung, miền Bắc rồi đó. Nói chung là gặp thời tiết bất lợi, rất là khó chịu quá. Ở miền Nam thì thời tiết rất thuận lợi á. Hoa nở rất là đẹp. Anh em xem ạ. Cả một quá trình làm á, nó thực tế á. Đa phúc nè, cái cây thảo hơn để trong nhà đó, rực rỡ luôn ha. Mai xoắn à. Còn cái dạng Thủ Đức phía bên đó đó, mình làm mình bán hết rồi á. Hoa rất là đạt á. Đó, dưỡng trong vòng mà một năm trời mà bán có một ngày là hết rồi á. Đó, nói chung là trồng cả năm trời á. Cả năm trời mà anh em về anh em chơi trong vòng có mấy ngày á. Đó, thì công sức bỏ ra thì một năm trời á, chăm sóc á. Chúng ta nói chung là giờ mỗi người một chuyện á. Đó, anh em là làm thì lo làm kiếm tiền á. Đó, còn cái chuyện mà ta nói anh cứ lo làm kiếm tiền đi, còn chuyện trang trí nhà cửa ra cây cối để em lo ha. Đó, mỗi người một chuyện á. Chứ một người mà làm nhiều chuyện quá làm sao mà làm xiết á. Không thể nào mà làm xiết á. Đâu đó bán một cái cây đâu đó khoảng được 2 triệu 2 triệu 2 á. À, ghép thì 5 năm trời đó, mình lấy lại của ông bạn á, dưỡng 1 năm á. Đó, anh em à, nói chung là rất nhiều anh em hỏi mình á đó. Đó, mình nó cũng đừng có bận tâm quá, lo làm kiếm tiền đi á, vì mùa dịch kìa, anh em ở nhà không có làm gì á đó, thì còn chăm mai được á, chứ bình thường chúng ta phải lo làm á, kiếm tiền á, chứ tối ngày đấu đầu vô này là chết á, nếu mà không làm không có ra kinh tế á, không có ra tiền á. Đam mê mà đam mê á, nhưng mà cũng phải sinh ra, cũng phải kiếm được tiền á. Đó. Đó, chứ mà đam mê mà không, mà không có được gì trơn á, nó là nhịn đói à. Không phải là làm á. Này, thực tế nhiều khi mấy anh em không biết mặt á, em biết mặt tới vườn mình á đó. Anh em tới vườn mình tiếp hết à đó, tới vườn xách con gà ở đây gì mình cho thùng bia ha. Đó, ở mấy ngày cũng được á, nói chứ cũng phải lo, ai cũng phải lo làm á. Một cái quá trình á. Vô nhà xem á, trong nhà mình thì ở dưới quê cũng bề bộn lắm á. Nhà đạo chúa mới đi lễ về. Cái tàn nó bự lắm, gốc nó nhỏ thôi, tàn nó bự hơn cái mặt bàn đó. Tàn đó nè, bự chành bành luôn á. Nè, thấy chưa,
Đây, động lực ha, truyền động lực cho anh em á. Đó, à, lúc mà mình làm á thì à, không có ai chỉ mình á, nói chung mình phải đi hỏi, đi học, đi hỏi đủ thứ hết trơn à. Đó, à, cũng trật ruột á. Anh em là thời gian đầu á, tới giường mình thì biết á, vì nó xấu dữ vậy xấu á. À, giờ nói chung cũng xấu mà nó xấu ít ít ha. Nói chuyện vậy á. À, động lực ha. Đó, hồi đó thấy cây người ta làm đẹp à, đâu có dám vô vô mà coi đâu á. Theo người ta hỏi đi đâu à. Còn giờ mình thoải mái á. Anh em tới vườn mình à, mình tiếp hết á. Đó, à, em vô xem à, coi làm sao đâu. Đó. À, coi như cái nơi để anh em thoải mái à. Thoải mái à. Vào làm à, mình không có biết nhiều quá, nhưng biết nhiêu thì hết mình á. Đó. À, cách làm, cách trộn phân đâu á, học từ chút ha. Đó, cách trộn phân, cách xử lý chất trồng, cách tưới phân. Đó, cách ngừa sâu bệnh đâu á. Đó. Chung này phần nhỏ thế, so với mà cái chương trình mà làm thực tế ngoài kiếm tiền á, nó còn dễ hơn biết bao nhiêu á, như làm cái cửa nhôm, làm cửa sắt á, làm cánh cửa cổng đâu. Đó, xây cái hàng rào này kia đâu á. Đó, cái gì không phải học á. Đó, làm mấy nhà máy tôn đâu. Đó, học lái xe đâu á, cái đó nó khó hơn biết bao nhiêu á. Ví dụ cái gì của nó cũng phải có bài bản, có từng bước á. Đó, chứ không có một bước mà lên được. Đó. Rồi, bữa nay là ngày lễ của ông bà. Đó, mình đạo Công giáo nè. À, kính nhớ ông bà tổ tiên á, bà tổ tiên á. À, nhiều khi chúng ta lo mãi mê làm á, mãi mê mà không có nhớ gì trơn á. À, nhớ nguồn gốc của chúng ta. À, nhớ đọc kinh cho ông bà một kinh á, có ông bà mới có chúng ta. À, quá đẹp á. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate.
for the traveling star. Strong from the inside, you're still my